Năm 2022, số lượng các loại vụ việc Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên phải thụ lý giải quyết tăng 9,6% so với năm trước. Đặc biệt, tính chất mức độ vi phạm pháp luật ngày càng đa dạng và phức tạp. Thông tin trên được báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tòa án năm 2023 sáng nay. Theo đó, Tòa án Nhân dân hai cấp đã giải quyết được gần 4.100 vụ việc, hòa giải đối thoại thành 540 đơn khiếu kiện, tổ chức xét xử 32 phiên tòa trực tuyến và 72 phiên tòa rút kinh nghiệm. Trong năm, không có án oan sai, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và nhà nước. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án hai cấp năm 2023 được xác định là tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội và Tòa án Nhân dân tối cao đề ra. Thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, tập trung làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp khiếu kiện, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp, thực hiện triển khai, thi hành luật hòa giải, đối thoại tại tòa án để góp phần giảm áp lực công việc của tòa án, triển khai thực hiện phong trào thi đua, vì công lý, bảo đảm thực chất, sáng tạo, tăng cường phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, đợt thi đua ngắn hạn với chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.